mẹ nhầm hả chị Nhung, anh Hải vào kìa. Đồng ý cho anh đi. Cái gì? Anh Hải bảo là anh chẳng có tiền làm kinh tế kìa. Nghe thì nghe cho rõ vào. Lỗi nhá. Anh bảo là ai đó cũng đã có gì ngoài. À, ai đó á? Ai đó kìa? Các bạn đến với lưng ai đó chị kìa? Chị Nhung. Chị Nhung. Ai đó không gì ngoài tài chính. Chị Nhung. À, anh làm bên anh kinh tế bởi vì anh bên tài chính mà anh đi đòi nợ thôi. Anh rất có kinh tế và đặc biệt là anh học kinh tế và quản trị kinh doanh. Anh rất có nhiều tài, bên là tài chính. Anh có kinh tế không? Chẳng có. Kinh tế và quản trị kinh doanh. Kinh tế lên. Phải không? Quá. Anh có kinh tế này. Kinh nhưng mà là kinh tế và quản trị kinh doanh. Quản trị kinh doanh. Kinh tế là toàn quản trị kinh doanh. Anh Hoàng chỉ im và cười thôi nhá. Giống ai đấy hồi trước. Chỉ ngồi im lặng và cười yêu nhau nhưng mà hỏi vào đầu cụ yêu nhau có lần nọ có hỏi mới có tôi nhớ có một lần hỏi thế đấy hôm qua cụ mê mẩn luôn cứ cụ ơi cụ ơi mà dồ luôn đi lúc tiến phải nhé. Lỗi vụ mà mình bảo anh làm cơ. Nhiều lắm. Một giờ mà sợ. Còn máy của chị Việt thì liên hồi. Máy chị, cái giọng của chị gần lên của ông mà cái, lúc cái tối cơ, trên chiều ấy. Máy chị Việt thì cái gì quan hệ, cái gì cá một buổi. Có thế mà chị tiêu mà. Em bảo cái câu quan hệ. Em với chị em. Đúng. Chị đâu cứ gọi cụ ơi mãi đâu. Cụ ơi. Cụ ơi, 2DS không vào được. Cụ ơi. Lý là chẳng nghĩ cho văn cái em kia ra chỉ nói tâm chỉ gọi cụ ơi. Cụ ơi. Ơ, nhưng mà sáng tháng anh cụ vẫn ở đây mà. Cụ ơi. Cụ không vào cho gì. Chơi thì em nói cho. Cụ ơi. Em nói em không đánh nổi ra đi nè. Kinh quá trời. Hát tặng các em Gen Z bài hát của anh Nguyễn Thắng. Không bé ơi, anh có vợ rồi. Có vợ anh còn gọi là bé. Tí nữa về anh ở đây là video của em sẽ bị mất hết tiền. Em đang quay video đâu? Em chưa quay. Bắt đầu gọi cũ được rồi chị Nhung ạ. Mấy giờ rồi? 40. Tí nữa, 5 giờ. Đúng 30 phút nữa. Xin chào tất cả các bạn đến với livestream của mình. La lơ. Các bạn chờ một phút vậy. La lơ. Anh Mãi ơi. Em đang gọi anh là... Anh Mãi ơi. Anh ơi. Kinh ngoại đái ơi. Cái gì vậy? Này. Ừ. Chắc cái nó bị lỗi kỹ thuật. Ừ. Đứng mặt em làm dưới chiếc. Trên những ngón tay. Xong, tự hơn lúc ấy không hát mình thêm, còn bây giờ thì hát. Đứng mặt em vào nồi. Nồi ra. Phải nghe anh Độ miệng. Hát đấy, cái bài đấy. Anh Độ hát thì thôi. Hát chả tắt anh ra và tình yêu lên đi. Muốn cười nhỉ? Gió mặt vào bờ vai em, cách anh nhận được tình yêu ít sâu.
Chiến ạ, nay bình thường rồi. Nay bình thường rồi. Nay kiểu cả hai bình thường rồi. À không, nay không mấy rồi. Tại chưa thích đây. 2-3 năm em đang. Chắc tới đêm mà. Anh mặt quên đấy. Anh giang beo một ca tròn. Ca tròn rồi đấy. Mình vẫn chưa được một ca các bạn ạ. Các bạn ơi, mình chưa được một ca. Em Lan này, em Lan này. Chị ơi, đừng gọi em nữa, em đang quay video. Đừng tìm em nữa. Em vừa ngày xưa chết rồi. Hết chưa? Em thấy nha, cái video của em không im mồm một tí nào. Mình quên cách yêu. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với buổi live stream tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hoàn điệu rồi. Chim mình tự nhiên hay Hoàng ơi. Các bạn chơi thì link tảng mình để ở phần mô tả nhé. Hoàng điệu cần cư. Ôi rồi rồi rồi. Điếc ơi. Mày ăn cơm đi. Được to đấy. Điếc thì còn gọi. Được to đấy. Mày ơi, mày ăn cơm đi. Đó thế là cơm, nói. Nhão à? Nhão à? Nếu mà con trai con chuột là bà. Đấy. Đàn bầu. Đấy. Nếu con chuột. Gồng lên. Đấy, ngồi. Ú lũ. Gồng hoa lên. Tay như thế anh gồng sao được. Đây. Gồng đây. Hết cơ. Chữ anh đấy. Đá gồng mà. Buồn làm gì các ơi. Ui, kênh năm sắp đủ 15 ca đó. Còn 3 ca rồi. Anh mà mỗi kênh à, mỗi kênh của em một ngày là xong. Đây là nút chủ nhân là có giọng hát, giọng hát này của chị Trâm Thị Hồng Yến. Trong tim anh chỉ có tên của em. Tí nữa ở cái văn phòng này sẽ là văn phòng cãi nhau. Tìm bật mắc vô luôn anh xem. Chị bật thì chị nhớ nó xuất hiện rồi. Nghe thông tin đâu ấy. Cái gì cơ? Cái tầm khoảng độ tầm 6 giờ kém nó tắt điện. Tắt điện đi. Đừng mất. Các bạn ạ. Đây chỉ là một đang chết thôi đây. Đã chơi luôn. Các bạn nghe rõ đây hay nhân vật đấy không ạ? Tí nữa tôi sẽ phân phát lại. Các bạn nghe nhé. Ăn gì? Đi làm
chấm nha. Không, hôm nay bạn em chủ em ăn lẩu rồi. Vãi. Chắc nó sắp sửa chưa tay em. Chỉ vẫn lẩu nha. Đã. Em không bảo là người là em sao. Mẹ, tao dùng mày ý về với anh muốn. Mày là tao người thở với anh lẩu. Chả thế, nhìn là không muốn. Chị ba em thì em đi ngay. Em không chê được. Nhìn là biết. Chị Nhung. Ừ. Cứ có để vào. Chị Nhung. Chị Nhung bao nuôi mà. Chị Nhung bao nuôi mà. Chị Nhung bao nuôi luôn, luôn em với chị Nhung ơi. Bao nuôi 20.000 cốc cháo. Bao nuôi thế thôi chị ạ. Mẹ bắt súp đẻ cả tuần nay rồi. Chỗ này về thôi. Chỗ này về thôi, chỉ đặt một hộp ở đây thôi. 500 và em nhận bán một thùng 600 hộp này. Anh nhận 100 hộp này. 600 hộp. 100 hộp. 600.000. Mình mua 20. 600.000 Các bạn ạ, à, tôi buôn bán khẩu trang nhá. Các bạn có mua thì các bạn hãy comment bên dưới. Tôi sẽ ship cho các bạn. Dí ở đấy đi khám quảng cáo gì tao ạ. À. Các bạn ạ, à, coi như tôi chưa nói gì cả. Các bạn đừng tin nó sự thật nhé. Cái đéo cũng hát được chứ. Đéo hiểu được gì ấy. Đéo cũng hát. Pha vô bẩn. Hay giọng ca vàng. Giọng ca vàng trong xóm thì vào. Đặt sang một cái hết nào. Làng quê phường thằng này là tầm thường. Ở đây mất làng thiên đường. Đừng hết đem về tài. Vứt cả năm đi thầy. Bác để em một tuần rồi đấy. Bỏ ra ngoài. To nhỉ. To thế. Ngay phải luôn. Không ăn cái này. Ba ta của em còn chứ. Ăn thêm gì nữa. Đứa đây một cái nữa. Một cái anh em ba cái. Cái em mấy? Thứ tư. Hai nữa. Nghe bài này đúng không? 12. Tuyệt vời. Dễ. Yeah. Cá đô. Đang xem quay mà. Tao bảo cô mai mua ấy đi. Đây. Túi giấy. Bảo nó lan bảo thế. Đó, mừng lớn cho cô ấy. Bỏ giấy ăn khôn đấy. Bỏ giấy ăn khôn đấy. Cái bịch giấy nhỏ nhỏ. Em bảo rồi. Em bảo lại rồi. Mày thật thà quá. Yeah.
chết mất. Tôi chết mất. Ơ, 800 rồi. Thêm 70 nữa. À, mẹ mình tính tích nhầm. Đấy, đẹp chưa? Chị Dung, nhìn số em đẹp không? Đẹp, không bằng nữa. Thế đẹp rồi. Quá đẹp rồi. Ừ, 9. 9. 1 cả 1 cả. Ai cả 1? Cốt tiếc Nhung ơi. Một lô chậu. Chậu Hà cũng 9. Đây là anh đâu? Chị tăng 5. Mắt, mắt cận à. Nhìn xem ở đâu. Hello. Hai đồ thanh có ở đấy không? Sao không có ai hẹn mà ta thiết được? Nông Văn Mô lại đi chuyển cái gì? Bố chị định em sẽ mang cho người nhà cái bởi mang theo mặt dính giấy từ sáng đến trưa từ trường tối mang thì giấy đây lau tính mà tìm đấy đừng để mất mạng dưới này nhá, đừng động gì để mất mạng nhá, đang bay khu đây nó còn 13 phút nữa thôi đấy, mất của tao đấy. Thì tao cái vấn đề mất chi thôi bay tới mới đây đúng đúng cụ ở dưới tao muốn đang đơ lắm rồi, qua đơ tao muốn có anh mày là ok ok có chưa là gì cứ nhưng hôm qua kiến là quả chớ lần anh Hoàng không thừa không thừa anh Hải thêm 2 lần mãi mới thừa có lúc nào lúc tầm tối hôm qua ấy, lúc chị về rồi còn chiến rồi này chiến hỏi anh Hoàng ơi anh Hoàng ơi nghe đâu anh Hoàng ơi anh Hải xong anh Hải cái cần có một lần không nghe anh Hải gào lên mới nghe gào lên luôn quên đừng lắm rồi yêu gọi thôi đấy thấy chưa kiểu yêu gọi thế là chứng tỏ chị đã quay video đấy đã nhầm việc nữa để chưa được quay đi trường ta trường ta à trường ta các bạn có mình cái nhỉ tương tác kênh video của người ta cho nó lịch sử web. Thế như nào? Là chị đi xem một cái gì đấy cho nó lịch sử các thứ ấy. Ở cái VS ấy này của mình không mình đi xem người khác thôi. Và YouTube em mở 3 ta 4 ta cơ nên là không sợ. Nhưng chả mình đang xem nó tắt like, nó tắt kênh, nó tắt chỉnh sửa. Em đi đều đây là đang đi tương tác rồi. Có nghĩa là em lên YouTube em xem video của người ta, em like, em subscribe, em comment kênh của người ta. Tức là xem người khác là xem ở trong của người khác, không phải của mình. Không phải trong nhóm mình à? Không. Thế sang miền Bắc chơi đi.
đâu, trong viện bắt chơi canh, đi canh còn viện bắt đâu à, trong chiếc đi trong chiếc này con thì canh chiếc này này ấy à đúng rồi phải con mình đúng rồi con mình đi nhưng mà con mình nó không đọc con mình của mình đâu mà chị em nói chị với chị đẹp vào kệ nhưng mà chị ạ à, mỗi lần bắn YouTube thì kiểu gì chắc cũng hiện con mình đấy mà nhưng có bắn YouTube thì kiểu gì cũng hiện đi kiểu hôm qua mình bắn cái canh mà này em gái ơi kiểu cùng xa lộ à đúng rồi cùng BT trang một cái quai không gì thắng mở tắt ở bên BT này trang đây nào ôi nó đây là cái gì các giảng viên à ừ ta, bên đấy toàn giáo viên thôi em ạ không về mình đi xem phòng PT đi ăn một cái lộc cái gì bên đấy toàn like hai thôi mẹ 26, 27 rồi bao nhiêu bữa này đấy mua tắt riêng này mấy cái video mà tôi chủ động đây mà nhiều anh hôm nay cùng cái gì rèn đạo đức công dân rèn luyện thể chất cùng các em học sinh ai anh được anh vừa tắt đi cái này mới đấy mới tắt rồi đợt báo cho thằng em đi bước vào tao báo cho thằng bác nhưng mà bữa nào bữa nào bữa nào bữa nào người ta đi hướng lên giá đấy mà.
Sợ ở nhà chị. Phải hết tất cả kênh luôn á. Tôi chơi hôm qua xong. Ừ. Cái gì? Lại đi check ạ. Check cái gì? Sắp. Ui á. Sắp. Mệt nhở. 12 giờ thành cái gì? Đi ra biết là như đi vào trong kia đặt cọc. Đi sáng rồi. Đi à? Đi rồi thì sáng. Anh Hoàng sao ý? Tình là thế đấy, tình là thế, tình giải cao rồi. À, cắn tiếp này. Giả cắn. Nó đỏ. Đây là anh bỏ hết. Chờ con phát mình nghỉ dựa, xóa tiếp đi. Không. Khi từ nãy giờ chị giả phát nó có cắn hả? Khoảng 5 bánh thì... Ừ? Có bánh kiểu sao nó đau. Nhẹ nhàng không? Chị có bánh nhẹ nhàng các bạn tình cảm. Ký từng ký, từng ký một. Chắc kiểu mọi người. Ê. Không. Em làm bình thường mà. Em làm nè. Em làm bình thường, em có bánh xe băng như cũ đâu. Không phải ai cũng làm được đâu. Ừ thì nếu mà áp cứ áp thì là bánh. Ô, nó là gì? Nhìn đi. Cắn tiếp đấy, qua. Được. Mười đô thôi, nhưng mà nó với mình suốt đi. Chỉ có chị đô. Em cũng như thế, em cũng bình thường mà. Có sao đâu. Bên mình suốt từ nãy giờ chắc phải 10 phát rồi, nó mới cắn 1 phát. Anh mình chị cũng xịt phát mà. Chị ạ. Chị ạ, em muốn spam chắc phải tầm khoảng gần 200 quân. Chị biết được cái gì không? Đỏ anh, sao anh giỏi thế? Nghĩa là nó hiện đỏ ạ, thẻ đỏ ạ. Hai pha nó sẽ hiện đỏ, mình ăn lại nữa, mình quay tiếp thì nó lại hello. Nhất là bên số ghi nhận 1010. À? Nhung kia, nhung hai chữ là sao không trả lời luôn. Này tập trung cả ngày quá. Nhưng mà mới đầu thẻ đấy chị có đi đâu hay là ăn? Chả biết tao ăn ở đây mà, tao ăn thẻ mà. Tao thẻ đâu chị ơi. Giờ thẻ lộng thẻ. Ôi, 15k. Hôm qua 11k2, hôm nay lên 15k2 luôn. Wow. Wow. Sắp được nút bạc YouTube ở đây. Chị Dung bật tiếp đi em xem nào. Mà nó vừa mới qua đổi xong. Không, chị phải bán từ từ giống như em. Chị sợ mới nó thẻ chị được đau. Ba dòng rồi. Thôi cái giờ sẽ tờ toàn ba dòng hả? Đâu em thử nào. Nghe chỉ xách bằng cái kênh vài trăm thôi. Còn cái gì này nó cứ thay đổi. Thôi thế này. Chạy rồi đâu? Nhung. Ừ. Sao lại bảo sắp thành giáo sư tiến sĩ rồi? Ý. Nhung. Chúng ta nghỉ rồi. Thế hả? Chắc chưa. Về 15k. Sắp quá nút vàng rồi. Sao
Cứ đợi đi. Em sẽ quảng bá về chị Nhung. Đấy, lại cắn tiếp này. Khoan, ba dòng của em ấy. Ba dòng ấy. Em đang thử spa kẻ rồi mẹ. Thẻ bắn được mới sơ băng cụ hay là gì? Ban đầu chỉ... Thẻ bắn được mới sơ băng mà. Ban đầu nó bị bay mượn mà. Bắn một phát đầu tiên bị bay mượn. Sao bao được mới phát chị? 40 đô rồi ạ. Mua có 40 đô. 50 đô rồi này. Tiếp đi. Em được cả con 26. Ừ, con 26 lại được mà. Kiểu nhá, thôi con dưới này 26 rồi. Ăn làm được mà. Hãy subscribe cho
em phải đi luôn. Để được gì như thế không được. Ủa chắc không chắc chắc sắp đâu. Không phải chắc nữa. Xong rồi mới bảo. Trên một ca là được thì được bật tiền thì sao? Bật gì? Được cái chồng. Được. Muốn mình ăn hát không? Được. Nhanh lên. Lên gì? Nhanh lên. Ăn cùng hồ sữa chua đi. Không đi về. Gì đây? Đôi mình đi lắm. Đôi gì? Cái đó là gì? Quần. Quần bó hay không? Quần bó. Hết rồi, anh cắt rồi. Không, cắt rồi. Qua như mình nói giọng gì vậy? Nói giọng gì?
đi từ Tết, Tết từ sinh đi mua ấy. Mày mọi hôm mày mua tận. Tận đấy mà. Chứ không em về tận nhà em mua ấy, nhà em chỗ bên đường Phan Bảo Châu ấy. Đi qua đường đấy. Phan Đình Phùng nhầm. Mày không đi qua Phan Bảo Châu hả? Qua luôn. Chị chúng ta cháu hoa giá em mua. Cái gì mua mắc không phải đẹp. Chắc bảo giá là tháng nào. Ở ngay quá, ở ngay chung đối diện quán Bia bao nhiêu nhỉ? Bia ở ngay đầu ngõ hả chị? Cái đường rẽ cái đường ngõ vào phòng chị. Đấy, chị cháu đấy rẻ béo luôn, 10.000. Có mà ăn no. Chúc em ăn đấy suốt. Mình đang không gạo lên nha chị. Ba chị bán từ chiều đến đêm rồi. Mẹ ơi, có chào đâu, có kịp chào gì đâu. Ôi, em mới rồi. Con nên khoai không nhỉ? Nghĩ em làm cái gì? Thôi anh đã là K3 rồi, chị Yến nhanh thế nhở? Trốn gì đấy? Hello. Hello anh em. Xin chào anh em đến với quần live stream của mình. Chúc anh em có một buổi live stream thật vui vẻ nhé. Nghe cái một phát vả. Sao anh cứ thích nghịch em là thế nào vậy? Vì anh thích em. Em về ngay chỗ đi. Nghịch nghịch xong đến lúc người ta thắng cho xong bắt đầu kêu. Bên Tuấn like em. Chưa. Bán này nữa. Chẳng được bay đi. Em có gì đâu mà bay nữa. Con kia mới rút đến tay. Đến tay cậu khác. Cụ can thương P khác là can thương C khác là cả một loạt luôn. Euro sửa bằng không? Anh ơi, lên chậm mấy rồi. Đợi ông bụng hay là sửa bằng không? Kìa là bao nhiêu? Lên chậm mấy rồi. Mình lưu cái mật khẩu vào con điện thoại ấy là... Mình không cần phải... Lưu lưu... Đúng rồi, cái tích đấy... Ấn mật thanh kìa... Nhưng mà đâu có ấy đâu... Khẩu đấy... Mình có một cái... Tiền mình kết thôi... Tất cả các cái tiền chỉ... Nó đi vào chậm chưa... Cái tiền về vào sống vô hồng nạp vào... Euro vẫn Euro sao? Thì con đấy cho anh hai.
Quang vâng. Áo hồng như chị Nhung luôn. Em hay mình chụp. Chị Nhung ơi. Ủa lỡ cái kiểu này giống giống này. Đâu. Đó là cái video đi rồi. Xấu hài với chữa. Rất giống chị Nhung. Ủa đâu cặp tiêu sơ ít đai do bao nhiêu có tâm nhóc nói gì mày mày chị ăn rồi chị đi nhé em biết bạn em biết mất tiền mất tiền kiếm tivi mất gì đây anh làm em sợ đấy em không mất một cái gì đâu anh ạ. Chị Yên. Mình xăm á? Cô phải em đâu? Tớ thử nổ chị Yên thôi. Thêm máy ở spa nữa. Thêm bao máy. Thêm bao máy. Xong máy rồi. Dạ. Số ba máy. Thì muốn chút bạn này. Nói gì? Em vừa nói gì? Mình em là sao máy rồi đây. Sao máy gì cơ? Rồi thêm 3 mình nữa là 9 máy à? Ừ. Thế thì mình làm được không? Thế thì sao? Sao máy gì cơ? Đúng. Rồi. Em một con này. Chắc bây giờ phải chơi quả xả lông ấy. Ok. Máy muốn ngồi cạnh em. Cắn hết. Ok. Phải dùng mà. Ok. Như là sẽ bắt được đúng không? Như nào chả là làm được. Nó không biết đâu rồi. Phút làm lần nhỉ? Còn 5 phút. Chị kia họ bắn 2 thì biết được nhiều thế. Nhưng mà cái không ăn thẻ với lốc một đống nhìn thì sướng rồi nhưng mà công làm thì thế thôi. Giống như kiểu trước bay tóc về 8 tắp 12 tắp 700 này bạn thấy chị ấy đây rồi nè còn một tắp ở người được rồi đấy cả cô đây anh em cô nên mình chỉ dùng vấn đề tụ thôi tắp gì mà 26 nhá, 27 bỏ cái nick video nhưng nó nhận ra video khác. Tắt rồi, tắt. Em cứ cần tắt ở đây, em lưu được mật khẩu này. Tắt rồi. Em đã tắt ở đây, lưu được mật khẩu em đỡ khóc nhiều. Lưu rồi nhá. Đấy, tích vào đấy. Không. Ờ, tích vào đấy nhưng thể hiện nó mật khẩu đấy cho mình copy paste ở trong cái điện thoại. Cái kia là sâu mà. Ờ, sâu. Sâu
Là bay là mình không cần đấy. Em cần đi. Nhưng mà bay thì em sẽ không được cái cảm giác mà gọi là ấn tích, ghét hoặc nâu nữa. Thế thôi anh ạ. Em ấn nút nào đi, để điền cái gì. Còn đi. Không còn chỗ nào phải đăng thêm mật khẩu gì nữa đâu anh. Em bày lúc bay. Đấy, cái lúc bay thôi, lúc bay em muốn cái cảm giác mà em thực hiện nút tích, ghét hoặc nâu đấy. Nên là em sẽ không lưu mật khẩu anh ạ. Anh biết này thế nhưng mà không cần, mình không lưu mật khẩu, mình lưu kiểu khác. Lưu gì? Em không phải có. Em có cái mật khẩu vào đi. Có cái mật khẩu đi. Rồi em dán vào. Đấy, ôi đấy, dán. Dán vào nhá. Đây, giữ vào cái nút này. Em chỉ cần tên mà sao là nó giữ vào cái chữ này. Bù đèn thôi đi. Rồi ấn cóp. Em không phải tìm mật khẩu nữa. Nó lưu ở trong cái con điện thoại rồi. Mình giữ vết mắt là nó có. À ha. Hiểu. Nó lại gom con này. Tôi em bay. Chẳng hạn. Thế sao? À ha. Tao không bảo được mày đâu. Tao nào tao một pha thì không là gì nhờ mua sao nó cho người lớn một cái mình cũng thế về lắm mình cũng thế thật cắn mặt. Thế. Chị Dung ơi, sang rửa cái. Dung. Rửa đi. Dung, tôi nhìn không? Rồi. 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 Mình phải đi tương tác với người ta. Mình đang làm để lấy lịch sử diệt
web cho cái kênh, cho cái mail của mình chứ không phải mình đi tương tác cho người ta. Anh có VPS của em đấy. Bạn có VPS của tôi chứ? Yeah. À đây. Không cần đi VPS cái này một tiếng này. Đừng đợi mà em bị dùng mình dưới đây 3 tiếng cho chạy luôn. Sợ luôn rồi đấy. Không cho phải tắt xong rồi đúng không anh? Cái nào được đúng không? Em xem video nào thật được. Mình cứ xem của mình luôn. Không. Không anh ơi. Của người ta đi. Người ta vào cái VPS người ta khác xem mà. Sao nào thêm cái mới là thế nào? Bán cái này 2 tiếng này cho chạy. Đi xem bên bị bắt nhá. Để xem có ai trả lương. Xem rồi xem đâu. Đi tăng chủ cũng được ấy. Không có ai trả lương. Xem mất tiền này. Này đúng anh. Sợ thần bị ám ảnh luôn. Mỏng đống video lên. Người cứ nhiêu. Anh nào đấy? Anh mới à? Anh tranh cứ em cứ để cho chạy đúng không? Auto play thôi. Auto play. Cái video ấy nó là nhảy sang video khác đi. Em chịu, em cứ bật. Em để 1 tiếng 2 tiếng thôi. Cái nào nhiều tiếng rồi, cho đỡ chuyển nhiều. Cái nào 2 tiếng mà. Nhiều hay không nhiều thì tầm 30 phút là nó tự dừng. 2 tiếng thì tự dừng. Nó không xem hết được đâu. Tầm 30 phút tiếng là nó tự dừng video. Không cho xem từ đấy đâu. Thì cho xem tầm đấy thôi, xong rồi lúc sau mình quay, mình đến mình lại bật tiếp. Sao mình không xem những cái video ngắn này, tầm 1-2 phút để cho nó nhảy đi. Có phải nhiều lịch sử đâu. Không có. Mở chụp tab lên. Ngồi chụp tab bật cả VPS ra anh ạ. Học chưa? Về đi. Nó buồn. Không biết sao. Đèn bật tình yêu lên. Tắt hết màu. Thế à? Tắt tình yêu đi. Tắt nhạc. Một pha tát. Đúng rồi, tụi con em làm không? Hãy
sao lại cố nhau. Thì ra còn nêu biết nào không? Anh còn nêu biết nào? Anh không anh bây giờ tiền con nào dùng con đấy? Chết hết rồi anh. Sáng nay ngày hôm nay em chết bảy con heo, đúng là. Hai chết bốn con này. Con kiểu con chưa kịp làm gì quay đi luôn mà. Cho mã kiểu vào. Mã đây vẫn chết đây. Xác nhận người ta chết để cho rời mà nó còn chết. Ông khe này, xuyên tại này, đấy, hẹn trước này. Không còn cái gì nữa, vẫn đi. Chắc chắn tin chồng vẫn. Ngày hôm nay chết bảy con mèo. Chán vãi lùi. Tay nhiều con thẻ vẫn còn tiến nó át nhá 6 giờ thì cần nhau thẻ nào át được bắt đầu không bắt đầu à, ngày mai là cái không bắt đầu chưa được giờ bắt sao bây giờ cái chỗ của anh bỏ nhá như nào hỏi sao được người dùng có một số kênh của nó trùng được nó này nên hỏi xem kênh nào là gì hả thôi đi về. Em xin nhung ngay mà mở bé ra làm gì đây sao? Ok đây ra muốn làm gì á? Cái game này. Hả? Đây nhớ làm được. Thôi. Ê, ngủ.
Không biết cô bạn nào. Mới nào mà cô bạn. Sao em vô tình anh quá em ơi. Bao lắm không gặp nhớ lắm em ơi. Nhớ gặp còn lâu lắm không gặp.
Thank you.
You don't know.